soi đất bên trong tim mọi người. Có Phật chúc gia đình của Diệu Ngọc được mạnh khỏe nha. Dạ. Gia đình có hạnh phúc, con cái vui vẻ. Dạ. Thì được mạnh khỏe năm mới, năm cũ gì cũng năm mới cũng mạnh khỏe hết. Dạ. Gia đình hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn sư. Được mong sao đi đâu có vợ có chồng vậy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Chào Xuân Giáp Thìn, hôm nay mồng 2 Tết, chúng tôi thay mặt Trung tâm Văn hóa Chùa Pháp Vân xin gửi lời chào đến quý vị nhân đầu xuân. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho chào đón Xuân Giáp Thìn, một năm mới mở toang cánh cửa Bồ Đề, tùy duyên tự tại và hàng phục những ma chướng trong thâm tâm để đem lại an vui cho 365 ngày. Xuân bất diệt, xuân thắng liều Phật đài, là hương xuân an bình trong chánh pháp. 365 ngày chúng ta tới chùa để hái lộc, và lời pháp hòa thượng ban cho chúng ta là cái lời lộc mà quý vị hái về thực hành mới sinh lộc. Và nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn đầu năm, chúng con đê đầu đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng viện chủ Thích Chương Trí ban cho chúng con lời đạo từ để làm sao chúng ta mang theo lợi lạc 365 ngày đều là mở xuân. Chúng con đi đầu đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý thiện nam tín nữ thân thương của chùa Pháp Vân. Hôm nay ngày đầu xuân, chư thiện nam tín nữ vâng tập về đạo tràng Pháp Vân, nơi trái tim của đời sống tinh thần của tất cả quý thiền nam tín nữ. Thời gian trôi qua, biết bao nhiêu mùa xuân chúng ta đã đón xuân ở đất khách quê người. Trên mảnh đất thân thương này, do quý thiền nam tín nữ gieo trồng và xây dựng, để hôm nay chúng ta có được một cái mái ấm đạo đức để chúng ta gìn giữ văn hóa và đạo đức của người Việt tị nạn chúng ta ở nơi quê, nơi tạm định cư này. Đức Phật có dạy, thì giờ qua, đêm ngày qua, tuổi xuân cũng tuần từ qua. Thầy đứng nơi đây để chúc Tết quý vị năm thầy 30 tuổi. Và thời gian trôi qua, thầy năm nay 75 tuổi, có nghĩa là thầy đã 46 năm đứng ở bên quý vị và săn sóc đời sống tinh thần cho quý vị. Vâng, biết rằng thời gian trôi qua thì tất cả chúng ta ai cũng lớn tuổi và già đi, nhưng mà cái đời sống bề dày của đời sống đạo đức thì chúng ta càng thêm có giá trị. Chính cái giá trị đạo đức đó, hôm nay quý vị ở trong những trang phục rất là truyền thống của con người Việt ở nơi hải ngoại này, để chúng ta gìn giữ
những cái đức tính đẹp, đó là lòng yêu thương của tất cả mọi con người của chúng ta, dù ở nơi nào đi chăng nữa, tới xuân về chúng ta đều hướng vọng về tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta ở bên kia bờ đại dương, và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sớm được có tự do thật sự để người dân hưởng được cái sự thanh bình của một kiếp người. Nhân dịp xuân về, Thầy xin đại diện cho Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, quý thiện nam tín nữ được bốn điều an lành hạnh phúc, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Và đối với một người Phật tử của chúng ta sống phải có chánh niệm và quán niệm về cái đời sống này, đó là cái sự thay đổi vô thường. Mỗi ngày chúng ta mỗi lớn tuổi, chúng ta nên dứt bỏ những cái phiền toái của cuộc đời mà quay về đời sống tâm linh để chúng ta có một cái hành trang thật sự là quý hóa, để chúng ta chuyển bước ở trên con đường sanh tử luân hồi này. Một lần nữa, Thầy xin cảm ơn sự support của tất cả quý thiện nam tín nữ cho ngôi Tam Bảo này, và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn ngũ uẩn, phước tuệ trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo, chúng tôi, một người đã điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Pháp Vân để có một cơ sở vững mạnh như hôm nay, luôn sát cánh bên Hòa Thượng Viện Chủ và luôn đồng hành với Hòa Thượng Viện Chủ để cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tâm linh. Ngôi nhà đó quý vị đến đây để hưởng mùa xuân và không thiếu vắng một bóng bàn tay của người gia trưởng gia đình Phật tử Pháp Vân. Chúng tôi xin kính mời bác gia trưởng Nguyên Viên Lê Thành có một vài lời chúc xuân đầu năm đến quý vị. Xin mời bác Lê Thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu xin kính chào quý vị năm mới Giáp Thìn. Chúng tôi sẽ rất là hoan hỷ khi thấy một cái buổi sáng đông như thế này, một buổi sáng nắng ấm đã về với Cali, và ấm hơn cả vẫn là tình người của quý vị dành cho ngôi Tam Bảo này trong một năm qua và trong những năm vừa qua, và chúng tôi hy vọng sẽ là những năm tới. Quý vị thấy ở trên đây, ở trong sân chùa này có rất nhiều là gương mặt trẻ, đó chính là những cái gương mặt mà gia đình Phật tử Pháp Vân cũng đã góp phần để vun đắp nên, cùng với chư Hòa Thượng Viện Chủ và chư Ni Sư ở đây để xây dựng một ngôi chùa, một ngôi Tam Bảo và một cái trung tâm văn hóa có được cái hình dáng, có được cái vóc tầm vóc như ngày hôm nay. Nhân dịp xuân về, chúng tôi xin thay mặt gia đình Phật tử Pháp Vân, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân xin kính gửi đến quý vị lời chúc mừng đầu năm mới, một mùa xuân tràn đầy sức khỏe, an khang, thịnh vượng, một mùa xuân vạn hạnh đến tất cả quý vị và gia đình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you.
Xin quý vị hãy quay về ngược dòng lịch sử để trở lại trước năm 1975. Những người lính chiến đã đấu tranh cho sự tự do, và gần 50 năm sau chúng ta trở lại đây và chúng ta hưởng được cái tự do đó, thì chúng ta hãy cảm ơn những người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi chợt nhớ một câu thơ: bên kia xuân vẫn đẹp làm sao, bên đây xuân quá lạnh lùng hỡi xuân. Và chúng ta hãy cảm thông những người đã cầm súng để bảo vệ cho sự tự do. Sở dĩ chúng tôi nói điều đó để giới thiệu và nhắc nhở đến quý vị một bài hát có cái tựa đề: nếu xuân này vắng anh, chúng ta sẽ cô đơn như thế nào? Nếu xuân này vắng em, chúng ta sẽ buồn như thế nào? Nếu xuân này đất nước Việt Nam chưa được tự do, chúng ta có vui hay không? Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho Như Ngọc trong bài hát có tựa đề Nếu xuân này vắng anh. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất cảm thông có những em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ vẫn mang dòng máu Việt Nam, vẫn giữ phong tục Việt Nam, giống như đơn vị gia đình Phật tử Pháp Vân ở đây. Các em sinh ra ở đây, nhưng mà chúng tôi, những người huynh trưởng vẫn uống nắng cho các em một tấm lòng đạo đức nguồn gốc của Việt Nam. Và đây, Viện Khúc Việt Nam tiếng hát Tôn Thất Thiện Ái. Chưa bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam. Chưa bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ ghé Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam. Tôi là con chim lạc bay từ muôn kiếp trước, tôi là mây bay ngàn đời trên vùng trời tha phương, quê mẹ trong tôi chỉ là văn chương. Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy, qua lời ca dao mẹ ơi, xưa nhà chiêm bao, nay nặng nỗi đau, núi gọi sông cao. Hôm nay ngày mùng 2 Tết, nắng phủ xuống sân chùa và chúng ta hưởng một mùa xuân tươi đẹp bên mười phương chư Phật. Bởi sân chùa nắng đẹp bao la, mùa xuân của đạo nở hoa nhiễm màu. Đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy như một thiên đường. Thiên đường là chốn hữu tình, thiên đường là chốn yên bình, tự do. Kính thưa quý vị, nắng đã lên, mùa xuân đã về,
và chúng ta chào đón những gì trời đất ban cho, những hạnh phúc tươi đẹp. Sở dĩ chúng tôi nói điều đó để giới thiệu đến quý vị, ca sĩ Nga Tạo sẽ gửi đến quý vị bài hát trong tựa đề Nắng Có Còn Xuân sau đây. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buồn lá lời, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơi. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi, em biết rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như hoa ngát xinh môi em cười, như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay tình đàn chim trắng về xa anh, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Kính thưa quý vị, cứ mỗi độ xuân về rồi hạ đến rồi thu sang rồi mùa đông cũng trở về, như một cái quy luật vô thường. Đông qua xuân đến rộn ràng, sáng nay đường phố nắng vàng đang lên. Đó là một mùa xuân hứa hẹn một tương lai tươi đẹp. Tiếng hát, quý vị biết ai không? Ca sĩ này đến từ trung tâm Thúy Nga. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Tâm Phương Anh. Xin gửi đến tất cả các anh chị em cô chú một bài hát thật là dễ thương, nồng ấm, với những lời cầu nguyện tha thiết của một cho một năm mới đầy an khang, vui vẻ và hạnh phúc, với bài hát Tâm Sự Nàng Xuân. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đồi hương thấy phân giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thơm sinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng triền miên, sẽ những mối lương duyên mãi tranh chung mong nguyện, gia đình lại đoàn. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Chúc mùa xuân luôn vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Một năm mới an khang thịnh vượng xin đến với tất cả các gia đình của chúng ta. Kính thưa quý vị, có những người vượt biên và đến bây giờ họ là nửa đời người. Mỗi lần Tết đến họ lại nhớ về những lúc cầm súng để bảo vệ hậu phương được tự do. Giờ gì chúng tôi nhắc lại một điểm nhỏ đó để giới thiệu đến quý vị một khung cảnh Huế yêu thương ngày xưa
cũng trong thời chinh chiến và Huế chịu đựng gian truân. Quý vị lắng lòng nghe Huế xưa như một lời tâm sự và kể lại trong tiếng hát Tú Huỳnh và Như Ngọc. Tôi có người em sông hương núi ngừ, của lũy trẻ con vĩ hiền từ, của kinh thành cổ xưa thức xưa. Ngày đầu tiên bước chân tới Mỹ này, ai cũng bơ vơ lạc lòng, ngơ ngơ ngáo ngáo. Và cái đó rồi bây giờ chúng ta chẳng có gì hết. Hiện tại bây giờ chúng ta có nhà, có xe, có người yêu và có tà áo đẹp rất là tuyệt vời. Sở dĩ chúng tôi nhắc lại điều đó để giới thiệu đến quý vị một tiếng hát rất tuyệt vời, nhắc lại kỷ niệm mùa xuân đầu tiên họ như thế nào. Tiếng hát Ngọc Diệp trong bài hát có tựa đề Mùa Xuân Đầu Tiên sau đây. Thank you.
Thưa quý vị, trên sân chùa Pháp Vân mỗi năm đều có chương trình fashion show áo dài. Những tà áo dài thước tha trên sân chùa như những mùa xuân, và họ trao nhau những lời yêu thương, họ trao nhau những nụ cười. Và những cái clip đó nó lan truyền mãi tới mấy mươi năm sau. Và hiện tại bây giờ trên sân chùa cũng tái diễn lại cái màn trình diễn fashion show đó. Quý vị, những người có áo dài vui lòng đứng dậy cùng thưởng thức với chúng tôi. Và ngoài sân chùa, những tà áo dài bên ngoài vui lòng vào trong hậu trường để tiện đưa những tà áo dài thì thầm mùa xuân, và mùa xuân đến cho chúng ta một cơ hội để thăng tiến về thân tướng, thăng tiến về thân tâm và thăng tiến về lời nói. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Tâm Phương Anh trong thì thầm mùa xuân sẽ đưa những tà áo dài vòng quanh sân chùa. Và bên ngoài sân chùa phải được tả dài mời vào trong nha. Rồi mời quý chị đứng dậy bên này. Và trong ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh đi thơ. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em may mắn này. Về rồi đắng say, về rồi ngất ngây. Tất cả những tà áo dài của ngày hôm nay là muôn màu muôn vẻ, rất là đẹp. Thành ra tất cả các anh chị em nào mà có những cái áo dài, áo dài vàng, rồi những anh bận những cái áo dài, xin mời lên sân khấu. Come on. Yeah. Cảm ơn, xin mời tất cả những áo dài lên để mình có những tấm hình áo dài thật là tuyệt vời. Cách sau mấy anh lên nữa, mấy anh áo dài đỏ đẹp lắm. Bên đây nè, áo dài đỏ. Okay. Yeah, come on. Lên 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 lên. Từng chuyến hân xuân an, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Yeah yeah. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Yeah. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên ai đi chờ. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết anh tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em anh mắt này. Về rồi đắm say, về rồi ngất ngây. Yeah, chúc mừng năm mới 2024 thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình chùa Pháp Vân à. Gia đình là bóng của chúng ta, xin mời tất cả các áo dài còn ở dưới, các cô chú cũng có thể lên đây được à. Từng chuyến non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Yeah. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh đi ngừng. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ. Yeah.
nhớ của dân hơn. Mùa xuân đã đến chào em, chào đủ hô. Và mùa xuân đã trao cho em may mắn này. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Tiếp nữa nha, tiếp nữa nha. Đừng ở lại. Rồi, vâng, tiếp tục, vâng, tiếp tục nha. Tiếng từ những tà áo dài vòng những quanh sân chùa. Chưa lên hết. Bây giờ mình phải lên hết tất cả. Lên hết thì mình có tấm hình gia đình. Cảm ơn tất cả áo dài lên cho lên. Chương trình của mình bài thì là mùa xuân này nó dài lắm. Nó đến 3 hiệp. Từng chuyện non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên ai thì thầm. Và vẫn nghe được tóc em và đang giữa nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ từ xuân hơn. Mùa xuân đã đến cho em trao đủ hô. Và mùa xuân đã trao cho em anh mắt này. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Gọi chúng ta để 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 hát bên kia trời. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời. Đôi núi xanh ơi, đâu đây tiếng đàn đâu nghe lá lơi, đâu đây tiếng chờ đông tình ta còn xa
chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi. Xin cho tất cả các người mẫu của chúng ta một tràng pháo tay à, thật là to, một tràng pháo tay lớn bên kia trời. Chúng ta áo dài thật là đẹp và nhất là các cháu tuyệt vời.